Thanh nhàn chúng sanh thế giới ca khàn, bởi nhờ thọ thực sanh năng mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường cẩm mùi hương thọ lòng. Nam mô hai con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ác quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Nguyên Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mic thỉnh pháp sư được không Trần Đạo, trước khi đạo tràng chúng ta được nghe ngài Liễu Tông giải đáp? Dạ, rồi mời Trần Đạo cầm mic nghe. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Bồ Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma Chauka Dipati Sahang Bati Katang Chali Angthi Warang Aya Chatha Sangti Ta Satappa Rajapkha Chatika Desetu Thammang Anukambimang Bacang Sattamma berin binayang cakayang sutang ca pandang api tam macam mang aku tayang to satu sak ca dang dang babo thanaye barisa yamanche Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhỉ hơi, quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm giường lập dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ xin gửi mít lễ chị Nhật Quỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn chích Trần Đạo rất là nhiều. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sư nam cận sư nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Dạ sa thú lành thai, và dạ, chúng con nghe âm thanh của ngài rõ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của ngài rõ không? Vị nào có nghe nhỏ hay như thế nào không? Có thể cho một tín hiệu ạ. Dạ Nam mô Bích Tha Giá, dạ trong đạo tràng có nghe âm thanh của ngài được rõ không ạ? À?
Dạ, xin đạo tràng cho một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu là âm thanh ngày rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời đạo tràng, quý vị có thể đưa những bàn tay xinh đẹp của mình lên để đặt câu hỏi, có những gì thắc mắc trong những ngày qua thì có thể đưa tay lên để hỏi với ngài trực tiếp, hoặc là có thể chết chát. Và bữa nay Trần Đạo có thể làm thị giả cho ngài không? Và nếu được thì có những câu hỏi thì Nhật Quỳnh kính mời Trần Đạo có thể đọc và làm thị giả cho ngài, được không Trần Đạo? Và Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời. Và kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát à. Dạ, hiện tại thì con chưa có thấy có bàn tay nào. Dạ, con xin hỏi mở hàng, mong rằng Nhật Quỳnh mở hàng để nắm đạo tràng lên, mong rằng bàn tay quý vị sẽ đưa lên cũng như những câu chết chát sẽ đưa lên ạ. Thì có đạo sẽ đọc. Dạ, bạch ngài, nay đã đến cái mùa Vê Sắc, tức là đang ở Việt Nam. Dạ, ngài cho con hỏi cái ngày Vê Sắc này nè. Tại con nghe có một cái chỗ giảng kia là hai ba nơi giảng thì con thấy nó không có đồng nhất với nhau, nên con không hiểu như thế nào. Một ngày cái ngày lễ Vê Sắc là ba ngày hợp lợi, tức là ngày Bồ Tát sinh ra, rồi Bồ Tát thành đạo, rồi Đức Phật Niết Bàn. Mà trong khi đó thì cái câu hỏi của con là có phải ba cái ngày này đều là tháng tư, tháng Vê Sắc của Ấn Độ hay không, hay là mỗi một ngày có một cái tháng khác nhau, ví dụ như ngày Bồ Tát mà sinh ra là ngày tháng tư, là rằm tháng tư đi, rồi lúc nãy con nghe là khi mà Bồ Tát Niết Bàn, Đức Phật Niết Bàn là tháng 10, còn thành đạo thì tháng 6. Mà bây giờ do cái chư tăng bên Ấn Độ là hợp lại một ngày, dồn lại một ngày để làm cho nó tiện, chứ là cứ một năm mà làm tới ba ngày thì nó không tiện. Và bạch ngài, cái điều này có đúng không, như con nghe nói như vậy không, hay là trong ba cái ngày lễ này đều là tháng tư, tháng Vê Sắc? Và con kính dân mít đến ngài, ngài có thể chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, ba cái ngày này cùng tháng tư theo lịch Tàu, còn tháng của Ấn Độ, lịch của Hindu là tháng 2. Thật ra trong kinh điển của Bắc của Nam truyền khác nhau của một tuần đời mà cùng một ngày hết á. Tức là Bồ Tát đản sanh, rồi mà ba mươi mấy năm sau Bồ Tát thành đạo, rồi 45 năm sau thì Bồ Tát Niết Bàn, cùng vào ngày trăng tròn. Tháng quay xá khả là theo tiếng Bali, quay xá khả là tiếng Bali, quay xá khả là tiếng Sanskrit, và Vê Sắc là cái tiếng của Tích Lan, tiếng Tích Lan nó gọi tháng tư là tháng Vê Sắc, tháng hai. Nhưng mà cái ngày đó là trùng khoảng tháng tư của lịch Tàu, có khi là nhân thì tháng năm. Thành ra khi mà chư tăng mà xin với Liên Hợp Quốc để cho cái ngày đó là ngày quốc tế đó, thì nó không biết ngày nào chắc chắn, tại vì bên hệ kia có một ngày, bên hệ nguyên thủy có ngày, thành ra nó cho làm trong tháng 5 của âm lịch đó, hay là tháng 5 của Tây đó. Tức là nước nào muốn lễ đăng cai thì một ngày trong tháng 5 của lịch theo mặt trời đó. Kinh Nguyên Thủy thì nói ba cái ngày đó vào ngày trăng tròn, tháng Vê Sắc. Còn kinh của Bắc Tông á, của Phật giáo phát triển á, thì ngày mùng 8 tháng 4 đừng về tháng về Vê Sắc này nè. Quý vị nào muốn có cái chỗ mà tại sao chúng tôi nói là
cùng một ngày. Quý vị lật trong kinh A Hàm á, kinh A Hàm, tức là cái kinh của thể Bắc Truyền á, bài kinh số 2 của trường A Hàm, tức là bài kinh du hành. Bài kinh nó tương đương với bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong trường bộ kinh của hệ Nguyên Thủy. Quý vị đọc sẽ thấy Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát Hạ và Đức Phật nếp vào ngày mùng 8 đường quay Sa Khạ. Quý vị không tin thì lật ra đó là ấy, nhưng mà chúng tôi không biết bên đó đó họ học, họ học cái tiếng Hán, tiếng Tàu như thế nào hay tiếng Anh được như thế nào mà nó chia làm 3-4 ngày khác nhau từ xưa tới giờ. Nhưng mà lật thẳng rồi, lật thẳng rõ ràng ở trong bài kinh du hành, bài kinh số 2 của trường A Hàm, quý vị lật vô coi cái đoạn cuối để cùng một ngày là ngày mùng 8 tháng quay Sa Khạ, tức là tháng 2 theo lịch của Ấn Độ và là tháng 4 theo lịch của Tàu, có bằng chứng cớ đàng hoàng chứ không phải là không chứng cớ. Nhưng mà không biết ông Trần Văn Rang đi lãnh cái bộ nào về rồi cái bên Tàu nó diễn dịch thành ra ngày mùng 8 tháng này, mùng mấy tháng nọ rồi làm 3 ngày khác nhau để kiếm bờ thơ cho nó dễ sao chúng tôi cũng không biết. Nhưng 3 ngày đó đều hạn 1 tỷ hay lấy cùng một ngày. Nhưng bây giờ cái khả dĩ là cái ngày nào nó trúng nhất thì chúng tôi xin thưa đó là cái ngày thời hạn Nguyên Thủy là mình có khả năng giải thích được, còn cái mùng 8 thì chắc chắn là không có giải thích. Tại lý do cái hệ trong cái Ấn Độ hồi xưa đó thì cái người phụ nữ gần tới ngày sinh đẻ thường về quê, mà về quê đi bộ. Thì nếu mà về quê đi bộ mà mẹ của Bồ Tát mà đi bắt đầu ngày mùng 1 là tới hù mà đi trong rừng thì thôi chứ ngộ ma nhát cũng đủ chết. Thành ra đi nửa đường là tới ngày mùng 8 thì mới sanh ra, thì là đi tới hù, tới đó nay vừa mới có ánh sáng. Thành ra theo giải thích bên hệ Nguyên Thủy là bắt đầu mùng 8 đi, tức là khi mùng 8 đi là bắt đầu có trăng, là trăng lưỡi liềm đó là có ánh sáng. Thành ra đi đêm có ngủ dọc đường là kia vẫn có ánh sáng được đó. Và nó đi được nửa đường thì Bồ Tát đản sanh, tức là vào ngày trăng tròn, trăng tròn. Rồi từ đó mới đi ngược trở lại, đi về trở lại, chứ không có đi về quê ngoại luôn, là vậy đó về. Chứ còn bên kia đi mùng 8, đi mùng 1 tới hù, tới ngày mùng đản sanh là cái đi ngược trở lại, về tới nơi mới trăng tròn là thôi. Chúng tôi nghĩ cái đó là nó không có lý, không có lý. Thành ra ba cái đó là ngày. Theo lịch hệ Nguyên Thủy, lịch Ấn Độ đó là của hệ Nguyên Thủy là tới ngày rằm tháng quay Sa Khạ, tức là tháng 2 theo lịch của Ấn Độ. Còn bên hệ Bắc Truyền đó, thì vào ngày mùng 8. Và ngày mùng 8 đó quý vị nào muốn có bằng chứng để mai mốt đi nói chuyện với người ta đó thì lật bài kinh số 2 của trường A Hàm, tức là kinh du hành, sẽ thấy là Bồ Tát đản sanh thành đạo và niết bàn vào ngày mùng 8 tháng đường quay Sa Khạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, dạ con thành kính lĩnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải cho con. Dạ, Ngài giảng giải thì con nghe rất là phù hợp. Nhưng mà khi con nghe lúc hồi trưa này con nghe cuồng băng đó thì con thấy nó không có phù hợp. Dạ, cho lắm nên con có cái thắc mắc này. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời Đạo Tràng. Mời Đạo Tràng có thể đưa những bàn tay hoặc có những câu chết chát à. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con thấy được câu hỏi của Hoàng Phương 4. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc rồi mến mời Trần Đạo tiếp tục nha. Dạ, kính bạch Ngài, trong mùa lễ Quê Sắc, Phật tử những nước quốc giáo thường làm gì và chúng con nên làm gì có ý nghĩa trong mùa lễ Nam Mô Bụt Thầy giá. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường theo nước và có theo truyền thống của hệ Nguyên Thủy thì vào cái ngày không kể ngày Phật đản hay ngày gì đó, vào cái ngày giới của chư tăng thì thường họ tới đó để họ thọ, thường thường là họ bát quan,
thọ bát quan. Thọ giới ở trong chùa cả ngày vừa học để hành thiền hoặc là hỏi kinh điển gì cho mấy sư đó cả ngày vậy đó, để cho cái giới nó đừng có bị khuyết. Thì trong cái ngày lễ này cũng vậy, là đa số đó là họ thường thường là họ được nghỉ thì họ về quê để họ dẫn gia đình. Nếu mấy người mà đi làm ở xa đó, về quê để dẫn gia đình tới cái ngày đó là làm phước cho chư tăng, làm là tự mình, nghĩa là học hỏi giáo pháp hoặc hành thiền những điều gì mình thắc mắc đi làm mình không có thời gian mình nấy ra thắc mắc. Đó. Thường thường là ta ở chùa ở cả 24 tiếng hoặc là 3 ngày, ở 3 ngày đó. Chứ không có cái vụ mà dân nghệ, dân gừng giống như mấy chùa Việt Nam mua lân mua đồ thì cái đó không có. Việt Nam thì làm nhiều cái chuyện mà cái ngày đó đáng lẽ thọ bát quan thì mà dân nghệ, dân gừng thì nó đã trật rồi, hay là cái này cái nọ thì nó đã không đúng rồi. Thành ra thường để chúng ta ra ngoài trừ một số cái Phật tử theo hàng nguyên thủy thì mới tới chùa xin thọ tam quy bát giới vào ngày đó thôi, chứ đa số thì họ xin thọ. Tại đó là ngày vui, ngày nghỉ, ngày vui gì đó, họ không có coi ngày đó là ngày quan trọng. Nhưng mà sở dĩ ngày quan trọng là chúng ta có được một cái hệ thống lời dạy mà chúng ta có thể hành theo để tốt, ít nhất là kiếp sau cũng cỡ khá hơn kiếp này nếu chúng ta có dịp. Còn nếu mà có khá hơn đó, mình có nhiều phước báo hơn thì có thể mình đi ra khỏi luân hồi không chừng. Thành ra cái ngày đó là cái ngày rất là quan trọng. Thành ra quý vị nếu coi trong kinh thì quý vị thấy đó, ngay cả Bồ Tát vừa xuống vừa rời khỏi đó xuống, rồi ngài Bồ Tát thành đạo, rồi Bồ Tát Niết Bàn, là cả nghĩa là vũ trụ này chấn động giống như động đất. Thường thường mình dùng danh từ động đất chứ nó chấn động là rung rinh chứ không phải cái chuyện nó lớn như vậy đó. Nhưng mà mình thường thường thì không có để ý mấy cái đó, coi nó không có quan trọng, coi giống như ngài vui chơi tới chùa để được ăn chay, tới chùa để này kia chung sùm, chứ không có thấy là xin được tín pháp, xin được đồ. Ở Việt Nam thì chúng tôi thấy có một số cái chùa thì có đêm đó, đêm rằm đó thì có cho thọ đầu đà. Các nước sao thì họ không có thọ, không có cái vụ mà thọ đầu đà như vậy. Bởi vì cái thọ đầu đà, cái giới mà cái đầu đà thứ 13 đó, cái thú tăng cá tức là nguyện không nằm đó, cái đó chỉ có chư tăng mới hành được thôi, chứ cư sĩ người nữ không hành được. Quý vị không tin thì cứ vô quý sư tới mắt cá tới thành lãnh đạo gì coi, họ chia đàng hoàng nha. Nghĩa là chỉ có sư mới đủ 13 cái ấy, còn người tỳ khu ni đó bình thường thì chỉ được có 12 thôi, còn hãy trong hạ thì lại không tới nữa. Chứ còn không phải là lúc nào cũng có thể là muốn hành cái nào hành, của mình cái đẻ là cho nó vui cứ hành cái nào hành, nên nó không giống như từ xưa giờ ta thấy không. Nhưng mà thường thường nó cái đó là đêm đó đêm không ngủ, mà mình không ngủ không có nghĩa là mình phải ngồi tất cả đêm không ngủ nằm, nó ngủ ngồi tức là mình ngồi cũng có ngồi thể ngủ, nên người nào quen ngủ ngồi cũng được giống nhầm đó. Nhưng mà thầy nguyện không nằm một đêm thì coi như thế nào, ngăn quay nghi nằm chứ không phải là không ngủ. Cái gì nó nhớ vậy là nó có làm cho nó trúng cho nó vui, làm nó không trúng nó không có vui. Nhưng tùy theo cái nước phải ra là thường thường là họ đi tới rồi họ tới trước đó ngày và về sau đó một ngày mới về, tại họ được nghỉ mà họ nghỉ mấy ngày luôn ạ. Bình mới ấy, ngày cả ông vua ông cũng phải hạ sàng để ông đi làm lễ để bác cúng dường tới các vị nổi tiếng, các vị sư mà nổi tiếng này kia ông sầm chắc ông ấy là nó rồi không, chứ không có cái vụ mà đi tổ chức dân nghệ dân gần mấy ngày đó là trao chùa trang nghiêm đúng không quý vị, chùa trang nghiêm. Thành ra quý vị nào muốn biết thì sau cái ngày đó thì cứ lên YouTube, mà nếu nghe được tiếng Thái thì mới điện thì mở YouTube ra nghe rồi thấy họ làm. Họ rất là trang nghiêm chứ không có giống như các nước có sự trà trộn của cái hệ phát triển, thành ra nó có nhiều cái chuyện nó khác nhau. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa túc kính tri ân ngài ạ.
con thấy câu hỏi của tu học việc tắm tượng Phật trong ngày lễ Vê Sắc có bị vi phạm gì không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Thực ra đó mình dùng cái danh từ lễ tắm Phật trong ngày Vê Sắc thì cái đó là nó không có chính xác. Ngày đó là ngày Bồ Tát ngày mới ra thì nó là có chư thiên tới làm những cái hành động đó để cho ngài được sạch sẽ này kia một chồng thôi. Nhưng mà mình có muốn ấy thì mình phải tìm lấy cái tượng nào mà đề của Bồ Tát đản sanh đó thì mình nghe riêng nước lên chút cho nó vui. Còn nhiều khi mà chúng tôi thấy nhiều người làm nó hơi quá đáng, là múc nước đổ từ đầu đổ xuống kỳ không có nên. Bồ Tát nó phải ngồi trên mình chứ, làm đi mình làm nó không, nhưng mình rửa tắm cho con cho cháu mình đâu có được. Phải cái đó là phải để ý làm cho nó đúng tùy theo cái phong tục của tại mỗi nước. Chứ cái đó thì xuất hiện sau này chứ trong kinh điển không thể nói cái việc tắm Bồ Tát tắm Phật gì trong ngày lễ đó đó. Từ trong ngày lễ đó người ta làm cái gì cũng trang nghiêm hết đó. Còn mình làm có vi phạm hay không là tùy theo cái thái độ của mình thôi, chứ còn cái đó nó đâu có được quy định trong cái sạch sẽ nã quý thi, tức là những cái nghi lễ trong đạo Phật đâu, thì không sao. Có chùa làm chùa không làm, thường thường đó thì cái lễ tắm này là cái để rồi số mình nói sơ số nước thì nó đúng rồi. Chân nước theo Phật giáo truyền thống họ làm trong những ngày lễ lớn họ đều có làm đó, từ cái ngày sạch họ đều có làm đó, nhưng mà họ làm cách từng trưng thôi. Thí dụ như người chết trước khi người ta tìm liệm, người ta để cái tay người ta lật ngửa ra ngoài cái tay số nước trên tay rồi đó, để sám hối, người đó sám hối chuyện gì, có cái chuyện gì đối với cái vị đó đó, sám hối. Còn mấy ông sư, nếu ông thầy mình chết thì thường cũng có những cái trường hợp họ làm vậy, để họ sám hối bằng tiếng Bali. Ví dụ như gì nào mà có tới mấy chùa đó học Bali sẽ thấy họ hay đọc đó, Ma Thế Rê và Ma Đê Ná Đô Hoa Rất Thành Ná Chị Tăng Bà Thăng Cá Mát Tụng Nê Phần Tê đó, lỗi làm nào còn khá đã vô ý phạm đến thân khẩu ý phạm đến ngài, xin ngài tha quan hỷ tha tội cho chỉ vậy thôi. Cái cách họ lấy những cái tội nào mà mình làm tại sao phải số nước cái nghi lễ đó thì giống như là tội nào mà mình cái lỗi nào mình làm nó xin ngài tha lỗi, giống như nước mà nó rớt xuống là nó không còn trở lại với con nữa. Chứ còn không phải là số nước là tắm là để cho chặt chẽ gì đó. Đó là cái nghi thức đầu tiên từ thời Đức Phật thì nó không giống vậy. Nghi thức đầu tiên là Đức Phật thì cái người làm đầu tiên là vua Bình Sa, vua chùa Bình Sa. Khi ngày dân đất giờ làm vợ thì ngày cái dùng nước để tượng trưng đổ ấy là tư không thể bừng đất lần mà dân thẳng tay Đức Phật được, mà dùng cái cách đó. Còn đi trong cái lễ đám ma đám tang mà tại số nước thật cũng làm kiểu đó, số nước vậy đó. Để có hai trường hợp thứ nhất đó, thì dù quý vị nghe ông sư cũng giá thả đó, là cái trường hợp thứ nhất bắt đầu là cái bình nước ở trên tay họ đổ phần nửa thôi, nghe chứ không có đổ hết. Rồi lần thứ hai đổ phần nửa, lần thứ hai là khi nào ông sư cũng tụng Ada Sime Aka Sime đó, lúc đó mới đổ phần nửa nữa đó. Thành là khi mà đổ vậy đó, đổ lần đầu là mình tưởng nhớ tới cái công đức này, cũng như phước cái vi làm trong ngày hôm nay mà kia đó mình nghe cái theo cái lời đó mình tưởng theo cái lời đó mình đổ nước. Thì mà để đấy, còn cái lần thứ hai mình đổ nước nữa đó là Đa Si Mê, tức là mình hồi hướng phước báo. Cái nước đó giống như cái dòng phước mà mình tạo đó, mình hồi hướng đến người đã qua vãng, đã qua vãng. Nó làm cái đó là họ có những cái duyên sự trong đó đó. Còn mình thì không biết, thì mình cứ thấy ai làm sao mình làm vậy. Nhiều khi mình làm nó không đúng, mà đúng nhưng mà nó không có, nghĩa là không có phạm, không có vi phạm gì đó. Điều mình làm thấy nó không có, đối với cái người mình ta làm hay đối với người ta biết làm nó không đẹp vậy thôi, không sao. Thì chỗ đó có tắm thì cứ tắm, nhưng mà nhớ chỉ
đổ lên vai, lên vai của ngài thôi, hoặc lên trên trên tay của ngài, cái tay dưới từng đổ tay trên, đổ tay trên rớt đầu ngài, chứng tỏ là mình không có được lễ phép với ngài vậy thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy tu học đã kính tri ân sư ạ. Dạ, quý anh chị trong câu tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên bình thường cũng được ạ. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn sức trần đạo. Nam mô Bích Tha dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Bàn tay xinh đẹp của mình lên và dạ con xin sám hối, không biết sao mà cái mic con nó cứ chạy. Dạ đạo tràng có nghe lời âm thanh Nhật Quỳnh chưa? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Nhật Quỳnh thấy cứ rớt mic hoài. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng nha. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa những bàn tay của mình lên, cũng như có thể có những câu chết chát à. Dạ sa thú, dạ cảm ơn câu hỏi của tu học Phật pháp. Thưa sư, nghĩa của tưởng tri, thức tri và tuệ tri khác nhau như thế nào? Nam mô Bích Tha giá con kính nhân bích đến ngày. Em mời trần đạo tiếp tục ạ. Nam mô Bích Tha giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái chữ này nó có nhiều cái sự giải thích, nhưng mà chúng tôi chỉ giải thích theo từ ngữ mà thôi. Nó có 4 năm loại tri 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 này nè. Thứ nhất là tuệ tri. Và nếu mà nói thông thường bà cha na tỷ, tuệ tri là sự nhận biết thuộc phạm vi của trí tuệ. Cái thứ hai nữa là thức tri, tức là vi cha na tỷ, tức là sự nhận biết thuộc phạm vi của thức. Và cái tưởng tri là sẵn trà na thị, tức là sự nhận biết thuộc hợp vi của tưởng. Là nó có cái chữ bằng thường mình cũng hay dùng đó, gọi là áp trà na thị, tức là thắng tri. Thì cái sự hiểu biết này qua cái trí tuệ, trí tuệ siêu thế, chứ không phải giống như cái thể tri. Thành ra phạm phu thì không có. Thì bây giờ sự nhận biết của tuệ đó thì nó có nhiều chuyện thì theo cái lĩnh vực mà mình đang làm. Ví dụ như cái tuệ trong thiền trí nó khác, cái tuệ trong thiền minh sáng nó khác, cái tuệ thì nhân quả nó khác, cái này đó là cái những cái sự hiểu biết mình liên quan tới đó. Thì nhân quả hay là về vấn đề thượng kiến tà kiến rồi này kia sùm đó, thì cái đó thuộc về tuệ tri, tức là sự nhận biết thuộc phạm vi của trí tuệ. Còn chữ thức tri là sự nhận biết thông thường thôi. Bởi vì thức là tâm, đó là cái thực tính của nó đó, là chỉ biết đối tượng thôi. Nhưng mà đối tượng của nó dựa theo một số cái điều kiện của chúng sanh đó,
Điều kiện là thuộc về thí dụ như sắc thần kinh mắt nó rõ thì nó sao mà sắc thần kinh nó mờ mờ hay nó ra thì cái đó tùy theo, cái đó là thuộc về sự nhận biết, thuộc về thức tri. Còn tưởng tri là tưởng với phạm vi của tưởng, tức là biết qua điều kiện, biết có điều kiện, tức là biết có thể qua cái kinh nghiệm nào đó, qua có thể qua cái điều kiện nào mà mình đã từng được nghe, được học hỏi hoặc được gì thì cái đó là sự nhận biết của tưởng tri. Thành ra cái sự nhận biết này đó, nó cái sự nhận biết của tưởng tri thì nó phải dựa vào nhiều cái điều kiện khác, ví dụ như của niệm hay là của tâm, thì cái tưởng tri này nó mới đủ người để biết. Còn cái tưởng biết của thức là nó automatic, tức là nó tự động, hay thì cái gì mà xúc vô mắt thì nó biết cái đó thôi, cái gì mà xúc vô sắc thần kinh nhĩ thì nó chỉ biết cái đó thôi chứ nó không biết hơn. Nhưng mà khi mà nó xuống mấy cái động tác mà nó thuộc lại lý trí thì nó thuộc về sự nhận biết của thức thông thường hoặc là có tưởng trong đó. Còn nếu mà cái động tác đó mà nó có trí tuệ hợp với hợp trí rồi thì sự nhận biết của phạm vi đó là nó cao và nó vi tế hơn. Thì trong ba cái sự biết này là người ta ví dụ giống như là cái biết có thức tri là sự nhận biết của đích. Thấy cái gì thấy gì rồi sự biết của tận tri là vẫn biết người lớn, tức là có kinh nghiệm họ biết, ví dụ như vàng đó. Thì con nít nó thấy nó chỉ biết vậy thôi chứ nó không biết cái gì hết. Mà cái người lớn tưởng tri họ biết cái đó qua một cái điều kiện nào của đời sống nó có giá trị như thế nào. Như là có nghĩa là nó có gì. Còn cái sự tiện biết tại đây là biết chắc chắn đó. Cái này nó làm được cái gì, nó bao nhiêu cái ra hay là nói gì gì xong đó là biết nó biết một cách chi tiết từng thận hình. Đó là ba cái lối được giải thích thông thường của ba cái danh từ là tưởng tri, thức tri, tập tại tri. Nam mô Bích Thầy giác. Dạ sa túc con kính tri ân ngài ạ. À. Dạ, quý anh chị trong đầu tràng có câu hỏi gì không ạ? À, có thể giơ tay trực hay là test chat trên màn hình. Dạ, xin mời quý anh chị ạ. Dạ, bạch ngài cho con có một câu hỏi là làm thế nào mình có thể đạt được cái thiên trú, phạm trú và thánh trú bạch ngài? Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì mình làm phước thông thường thì mình có thể thiên trú hoặc là phước do sự giữ giới cũng là thiên trú được. Nhưng mà còn hãy phạm trú thì phải thiền, còn thanh trú thì phải thiền mình sáng mà đắc kia. Chứ còn bây giờ mình không có làm gì mà muốn sao được vậy thì không có được. Đối với cận sinh nam, cận sinh nữ thì Đức Phật dạy ba chuyện là bố thí, trì giới, rồi sau đó mới tu tiến, tức là tùy theo cái khả năng. Đối với giới cư sĩ thì giới tu sĩ thì ngài dạy giới định tuệ. Thì từ trong cái giới định tuệ đó, quý vị nghe nó cái giữ giới không đó? Sĩ lệ nã sụ cái tên danh tị, tức là mình giữ giới cấp bình thường thì mình được cái cõi nhân thiên. Sĩ lệ nã nếp phụ tên danh tị thì cõi nhân thiên nó có đường số điều kiện trong đó. Và sĩ lệ nã phụ cái trong và sĩ lệ nã nếp phụ tên danh tị, tức là đi ra khỏi khả năng đắc hay đó. Thì cái khả năng đắc đó nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nếu mà thiền chỉ thì mình được cái đời sống của mấy ông chư thiền và cõi thiền à. Đắc thiền là lên rồi đó. Còn nếu mà mình có khả năng để mình hành tới đắc đạo quả thì chắc chắn là mình trong thời gian mà chưa có niết bàn thì mình cũng có sự an vui trong đó, chứ không phải không mà an vui đó cái người đắc thiền cũng không thể tìm thấy được.
chứ đừng nói chuyện người phạm nhân ở cõi nhân thiên, thì mà tùy theo mỗi chúng sanh hạnh cỡ nào thì được cỡ đó, được ít mà hành nhiều được nhiều, học ít hưởng ít, học nhiều hưởng nhiều. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thúc, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hỏi ngài ha, test chat trên màn hình ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của dạ Định Tuệ Song Tu, có hỏi gì không ạ? Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong kinh tập Sutta Nipata có đoạn Vô ra gá bố thắc chí đa á xê năng bí xá bốc phàng quá xá rô rú hằng quý gá quý gầy giá sô bích khu cha hà tí ô rá ba răng ú rá gô chín ná mí quá tá chăng bú ra năng. Vị tỳ kheo nào cắt đứt hoàn toàn luyến ái tựa như kẻ đã lội xuống ngắt đó hoa sen mọc lên ở hồ nước, vị tỳ khu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia tựa như con rắn tự bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. Từ bỏ bờ này và bờ kia ở đây là nghĩa gì thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. À. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Từ bỏ bờ này sang bờ kia tùy theo cái thánh đạo mình đã đắc. Bởi vì cái từ bỏ liên ái đó nó cũng có cấp bậc chứ không phải là từ bỏ, là ngoài trừ những cái gì mà thuộc lậu cái thị tăng nhu đó thì mới có thể cắt đứt luyến ái một lần trong cái tích tắc mà thôi, tức là trong tích tắc gì đó qua 4-5 lần cái 16 tệ minh sát đó thì họ đắc tứ thánh quả đó, thì cái bờ kia tức là không còn trở lại nữa. Còn ba bậc tầm đó, cái bờ kia là cái bờ dục giới của mình nè, nếu bắt sơ quả nhị quả thì vẫn lộ nhân thiên nhưng mà không có đi xuống, còn tam quả thì bỏ bờ kia tức là không còn trở lại cõi dục nữa, bờ này bờ kia, bờ này cõi dục hoặc là cõi thiên. Thiên đây chỉ cho thiên dục giới hoặc thiên sắc giới hoặc thiên vô sắc giới. Đó, tức là cõi phàm với cõi thánh, mà cõi thánh thì là cái cõi nếu mà của bậc tứ thánh quả thì mình nói không được mình nói là không còn có bờ kia nữa, tức là không trở lại bờ này thì làm gì bờ kia. Còn mình thì cái không trở lại bờ của bậc thánh thấp, nhưng mà nhất mình trong chú giải có đoạn thí dụ chúng tôi đã đọc được á, cũng giống như là mình đi qua được, nghĩa là hòn đảo thứ nhất, từ cái bờ sông này qua hòn đảo thứ nhất rồi cái bỏ trở lại, bỏ cái hòn đảo đó đi tiếp, nghĩa là đi ngồi cái qua tới hòn đảo thứ hai, nghĩa là từ bờ thứ nhất qua bờ thứ hai tới bờ thứ ba, bờ tới bờ cuối cùng, tức là không còn cái chỗ nào để đi hết, tức là ra luôn. Thì bờ này bờ kia tức là trong cái chú giải cũng có thí dụ kể cho cái phiền não tính theo cái loại tình diệt phiền não, diệt được bao nhiêu thì được cái gì, diệt được bao nhiêu thì được cái gì, là kêu tức bờ của dục giới, bờ của sắc giới và bờ của niết bàn, tức là không còn trở lại cõi này nữa. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, con thấy định tuệ song tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tị Duyên mới vào đạo tràng. Cô tu nữ có câu hỏi gì không ạ? Dạ, bạch ngài, con có một câu hỏi ví dụ sanh hữu và nghiệp hữu đó bạch ngài. Cái đó là nó thuộc phước hay là thiếu phước bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vì nghe tiếng chúng tôi có đỡ chưa, hình như là cái không biết cái đường nét nó bị trục trặc gì. Tôi nghe đôi khi nghe không được cái tiếng của cô Trần Đạo nè. Thật sự ra cái nghiệp hữu đó tùy theo chứ mình đâu có nói gì được. Nghiệp hữu đó này, mình tạo nghiệp mà nghiệp đi lên đi xuống thì theo phạm nhân hay thánh nhân, tức là nghiệp nó cũng có thể có phước mà nghiệp nó cũng có thể có vô phước. Nhưng kỳ rồi chúng ta nói vấn đề mà chữ sankhara nó có bốn chuyện để nói đó, thì thường thường đó cái chữ sankhara đầu tiên là biết chạp chi a sankhara đó, cái đó là nghiệp. Cái nghiệp làm cho đi tái sanh, cái nghiệp đó đó thì tùy theo. Nếu mà nó nằm ở trong 12 tâm bất thiện thì là nghiệp xấu, là nghiệp hữu, nghiệp xấu chứ làm sao người lấy được. Còn nếu mà nó nằm ở trên cái tâm thiện dục giới hoặc thiện vô thiện sắc giới thì nó trung bình thôi, nhưng không có đi xuống khổ cảnh, nhưng mà ở cõi cũng ấy, nhưng mà còn cái nghiệp kia thì mới đi lên trên kia. Còn cái mà đi ra đó là nghiệp không trắng không đen rồi, thành ra nó có nhiều chuyện để nói lắm, hay là tùy theo cái chỗ mà mình hỏi. Chứ còn mình nếu hỏi gì vậy thì chúng tôi cũng chỉ sơ lại chung chung vậy thôi, chứ còn bây giờ bởi vì nghiệp thì nó phải có trắng có đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen cho quả, vừa trắng vừa đen, hoặc nghiệp không trắng không đen thì không có là cái nghiệp đi ra, anh ta tùy theo. Thì cái nghiệp hữu thì cũng vậy, nó có cả tốt cả xấu, tùy theo cái hành động của mình trong lúc đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không, giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là test chat trên màn hình ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, cũng trong kinh tập có đoạn vị tỳ khưu nào đã không vượt quá, đã không quay trở lại, sau khi biết được rằng toàn bộ điều này là không thật, có sân đã được xa lìa, vị tỳ khưu ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, tựa như con rắn từ bỏ lớp da cũ đã bị già cỗi. Xin giải thích giúp chúng con nghĩa của không vượt quá, không quay trở lại trong đoạn kinh trên nghĩa là gì, và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là trong cái đoạn này thì thấy có chữ có sân đã được đoạn lìa, thì cái bậc mà đoạn lìa được sân thôi đó thì là bậc tam quả, tức là không vượt quá, tức là chưa đi hết được, không trở lại, tức là không trở lại cõi dục. Chỗ này phải hiểu không trở lại cõi dục đó, nên là không vượt quá, tức là
vượt qua khỏi cõi dục, nhưng mà cái cõi sắc chưa vượt qua được, cõi phạm thiên chưa vượt qua được, nhưng mà cũng không quay trở lại cõi dục. Đây chỉ là cái sợ luân hồi của bậc tam quả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con thấy Định Tuệ Thông Tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Giơ tay trực tiếp hay là test chat trên màn hình ạ? Xin mời quý anh chị. Dạ, xin mời chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, tôi cũng chị Trần Đạo. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thanh Mà Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Con thành kính lĩnh đệ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ ngày ngày Liễu Tông, ngày Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà với cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, alo alo, âm thanh nghe nhỏ hả Nhật Quỳnh? Thêm tí âm thanh. Dạ, bây giờ nghe rõ chưa hả Nhật Quỳnh? Xin hỏi đạo tràng có nghe rõ không ạ? Đỡ đỡ à, Netta thì nghe rõ, còn Nhật Quỳnh thì đỡ đỡ. Qua việc thì nghe rõ. Chắc là tại mỗi cái máy nó mỗi khác nhau, cho nên là tự nhiên mở lớn lắm. Dạ. Trong gì đó. Bây giờ là con người thì không nghe, con người thì rõ rồi. Bây giờ mới chỉ có ngày Điện Tâm à, không biết ngài có nghe thành còn rõ không, để con đặt câu hỏi. Chứ nếu mà như vậy thì con phải viết, chứ bây giờ âm thanh thì dễ nghe rõ rồi, nhà con nghe rõ rồi à. Có vài gì? Dạ hỏi ha. Dạ à, con xin một cái ngày con hỏi như thế này. Ở trong cái bài kinh Kusala Thamma đó, có cái đoạn Baritta Ramana Thamma, đó là định dục giới, và Mahaketa Ramana Thamma, đó là định đáo đại. Appamana Ramana Thamma là định siêu thế. Cô hỏi bên ngài không có tín hiệu đâu à. Dạ rồi, như vậy là tự nhiên hỏi rồi đó à, tức là ba cái định này nó khác nhau như thế nào. Định thứ nhất là định dục giới, là đó là Baritta Ramana. Định thứ hai là định đáo đại, đó là Mahaketa Ramana.
Định thứ ba là định siêu thế Appamana Rammana, là nó khác nhau như thế nào? Con kính đảnh lễ ngài giải thích giùm con, tại vì con học qua pháp học, con chưa có pháp hành, cho nên là xin ngài giải thích và khai thị cho con hiểu để khi con vào pháp hành con dễ hành. Dạ con kính dân bậc thánh. Nam mô Thầy gia kính bạch chư tổ mẹ dạ kính thưa chư quý vị, cái đoạn đó làm gì có định trong đó mà nói đọc đoạn nào đọc lại cho kỹ chứ làm sao cái đoạn đó làm sao có nói tới định tới gì được. Trong tam đề không có cái đoạn nào nói tới định riêng biệt hết á. Thành ra coi lại cái đoạn đó để cho biết, chứ còn sư không có thấy cái đoạn nào trong cái đó mà có cái đó đó. Paritta Ramana Thamma, tới cái pháp hạ liệt thì nói định nói gì đâu có được. Đặt coi sao là đặt câu hỏi lại đi ha. Nam mô Thầy gia. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ cô tùy duyên có nghe được âm thanh của ngài không? Cô tùy duyên có nghe được không? Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ nghe nói là cô coi lại bài rồi hỏi lại nghe cô tùy duyên. Dạ mến chào sư khá anh Đức Khá dồi dào đào tràng. Dạ Như Quỳnh đang cầm mic, Như Quỳnh xin đọc câu hỏi của định tệ sông tu. Kính thưa sư, có câu Bali Manasika Rasam Pawa Sabbe Thamma, các pháp ấy, các pháp lấy các ý làm sinh khởi. Chữ Thamma trong câu này ám chỉ pháp gì thưa sư? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả kính từ chư quý vị. Không biết lấy cái câu này ở đâu ra, hỏi Úc Tuyển chúng tôi cũng không biết. Bởi cái chữ Thamma trong cả bộ Thâm Tạng nó có 70 nghĩa khác nhau, rằng trên 70 nghĩa cho mà 70. Thành ra thường thường là mình nói tới vô ni sổ má na thì ca ra đó, thì cái chữ thâm ma đó đó, cái chữ thâm ma nếu mà trong vô ni sổ má na thì ca ra thì chữ thâm ma đó có nghĩa là trí tuệ không mà thôi, chứ không có nghĩa gì khác. Cũng giống như là cái câu mà sập bá tha năng thâm má tha năng chí na thị đó, cái chữ sập bá tha năng thâm má tha năng đó thì thâm má chỗ đó cũng chỉ là trí tuệ thôi, tức là bố thí trí tuệ hoặc bố thí nhân của trí tuệ đó. Thì cái sự bố thí đó mới là bố thí cao thượng, chứ không phải là mình cứ thường thường dịch bố thí pháp, bố thí pháp vậy đó. Thành là nếu mà cái chỗ này có cái đó đây, chúng tôi phải coi lại cái cầu tăng chi để rồi coi chú giải giải thích như thế nào ha, là từng tới trả lời là, chứ còn không có dám nói càng được. Cái nào biết mình nói, còn không biết thì hay. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy định tệ song tu đó, con kính tri ân sư rồi. Dạ cô tự duyên có thể mấy câu liền nhau như câu hỏi câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba đó cô. Một lần lên thì lúc đó cô cầm mic rồi cô hỏi ngài luôn ha. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng và dạ, kính mời quý vị đưa những bàn tay của mình lên và có những câu chết chát à. Dạ một tuần lễ thì đào tràng chúng ta chỉ có được có một ngày hôm nay để được ngài giải thích những cái gì thắc mắc, thì kính mời đào tràng hãy nhanh tay lên để mình có được những câu trả lời để mình giải tỏa thắc mắc của mình, mà chính Nhật Quỳnh thì được học hỏi nên kính mong đào tràng hoan hỷ à. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ Quỳnh đọc chùm hả? Rồi 1, 2 câu rồi.
cô này ấy đi rồi Nhật Quỳnh gom lại, Nhật Quỳnh gom lại, Nhật Quỳnh sẽ đọc nha. Cô chát lên đi rồi Nhật Quỳnh sẽ gom lại một lần rồi Nhật Quỳnh đọc ba câu rồi hả? Ồ, Nhật Quỳnh mới thấy câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba đâu rồi? Dạ, để Nhật Quỳnh coi, à thấy rồi, xin lỗi. Dạ, nhà cho con chút xíu con gom cái bài của cô Tệ Duyên lại con đọc, tại vì âm thanh của cô Tệ Duyên cũng hơi nhỏ. Nên con nghe con cũng phải mở loa luôn. Dạ. Con cũng không có nghe rõ ràng nên con cũng không hiểu. Dạ, con, dạ cho phép con 30 giây con làm đại chữ cho nó to lên. Dạ đạo đàng hoan hỷ trời mình cho Nhật Quỳnh trong giây lát ạ. Dạ rồi xong. Dạ con xin được đọc ba câu hỏi của Lữ Tệ Duyên ạ. Arit Taram Mana định dục giới hả cô? Dạ. Mahabgata Ramana định đau đại. Abana Ram Mahamana định siêu thế. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con có tên chắc ngài đã thấy rồi, con đọc cũng không có được thông cho lắm. Con kính dân mít đến ngài giải đáp cho cô Tệ Duyên ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền. Dạ, cái chữ quý vị, chúng tôi muốn hỏi là cái đầu đề của cái này thôi, chứ còn không ai mà dịch giống như cô, để chúng tôi không biết đường đâu mà nói. Barita Ramana Thamma, tức là các pháp, các thực tính pháp, có đối tượng là các pháp hạ liệt. Mahakata Ramana Thamma, tức là các pháp, có đối tượng là đau đại, pháp đó là các pháp đau đại. Rappana Rappamana Rappana Thamma, các pháp có đối tượng là Appamana Tham, tức là các pháp nghĩa là dần cao đó, chứ đâu có chỗ nào định trong này đâu. Không biết ai dịch định thì hỏi người đó, chứ đây không có chỗ. Cái đó là cái đầu đề thứ 13 của cái Thamma Sankhani, gọi là Barita Ramana Thika. Bột thứ nhất Barita Ramana Thamma, bột thứ hai Mahakata Ramana Thamma, thứ ba là Appamana Ramana Thamma. Đó. Thì cái Barita Ramana Thamma tức là các pháp, các thực tính pháp, các tướng pháp có đối tượng là các pháp, nghĩa là hạ liệt. Chứ làm sao mà dịch định dục giới được. Thành ra phải coi lại đi, học cái kia nào coi lại cho kỹ đi. Còn Mahakata Ramana Thamma tức là tất cả các thực tính pháp có đối tượng là các pháp đáo đại. Cái của người ta vậy mà trong cái tỷ cả thứ 3, thứ 13 đó, rồi về coi lại có phải không cho biết. Chứ không có chỗ nào định nó thành ra, nếu mà nó không nói tới định thì làm sao biết đường đâu trả lời. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thấy cô Tuệ Duyên dạ rồi. Dạ nhờ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Mời bằng tay quý vị và có thể đưa những câu chích chát lên trong đạo tràng. Nhật Quỳnh hoặc nhà Trần Đạo sẽ đọc cho quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trong khi chờ đợi ngài cho con hỏi một câu ạ. Tội nghiệp Tam Đạo quá, nghe hoài chạy ra chạy vô hoài, có vị nào có thể chát lên cho Tam Đạo dùng là có thể ra khỏi banh thoát rồi trở lại được hay không? Không nghe gì hết, tội nghiệp quá. Do Nhật Quỳnh nói cũng đâu có nghe đâu mà nói. Dạ nên nhờ quý vị trong đạo tràng có thể chát lên cho tâm đạo biết được ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con nghe một bài pháp đó,
thì con nghe những vị thánh nhân á, là nguyện là không làm vua, không làm trụ trì vân vân. Và ngài chỉ dạy cho con cái bài pháp đó, đó là những vị mà thánh nhân á, tại sao mà nguyện không làm vua, không làm trụ trì vân vân. Và con nhớ có hai điều mà con nhớ tới ba, hình như là 4-5 điều gì đó mà con chỉ nghe được, con nhớ được có hai điều thôi. Ngài chỉ dạy giùm con. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, con dính chân mít đến ngài. Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hay dạ, kính thưa chư quý vị, cái đó hình như chúng tôi nhớ, chúng tôi có đọc mà không phải bậc thánh nhân trong cái tiền chia tiền thân á. Trong cái chuyện tiền thân, Đức Phật nói tới hình như lúc đó Bồ Tát sẽ làm không biết làm khí hay làm gì đó. Thì có mất cái gì đó, cái nghe cái đám mà nó ngồi đó, nó có mất cái gì đó. Thì thằng cha này mới đổi thường cha kia. Cho nên cha kia nó thề, nó nói mà tôi mà có lấy vật đó cho kiếp sau tôi làm vua thì Bồ Tát nghe sợ quá, bịt lỗ tai không dám nghe tiếp. Còn cha kia nó nói gì đó, nói là nếu mà cái đó mà tôi mà lấy, tôi không lấy, tôi mà lấy thì sẽ chỉnh cho kiếp sau tôi làm trụ trì gì. Rồi kiếp sau làm khái đẹp gì, rồi ba bốn chuyện đó. Thì mới giải thích là tại sao. Bởi vì làm những cái đó là chắc chắn là kiếp sau là thế, là đi bốn đường ác đạo à. Đó. Bởi vì làm vua là sát sanh lúc nào chả biết, muốn làm gì là bán nhiều hơn. Còn hay làm trụ trì cũng như nhiều cái xài của tăng đồ này kia xong đó, hay là không có được công bằng đối với các chư tăng trong chùa này kia xong, đồ hay nhân mà đưa đi xuống không, hoặc làm cô gái đẹp, tức là làm cho bao nhiêu người sống dở chết dở vì cái đẹp của mình đã gái đó, chứ không phải là bậc thánh, là cái đó chuyện từ thân của Bồ Tát trong cái kiếp nào đó. Mà hỏi bất tử với chúng tôi cũng nhớ, mà bây giờ nếu đi lục lại chắc lục cũng lâu rồi. Chỉ đóng góp xây xây đi. Nam Mô Bích Tha. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân ngài. Tại con nghe bài pháp đó cũng hơi lâu lâu rồi. Bây giờ con ngồi con nhớ trực lại thì con hỏi, và con hỏi hàng con của. Con nghĩ là những bậc thánh nhân, nhưng mà giờ ngài nói là tiền thân của ngài, nên ta con, và con xin ghi nhớ để con lúc nào con để ý lại. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, Như Quỳnh thấy câu hỏi của tu học Phật pháp rồi. Dạ, mà ngoài Niết Bàn là pháp vô vi, trong kinh điển còn dạy pháp vô vi nào khác hay không thưa sư? Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Bồ Tát. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, thì trong thế gian này chỉ có năm pháp thôi, tức là tâm, tâm sở, sắc, Niết Bàn và chế định bên nhất tỷ đó. Thì Niết Bàn là pháp vô vi, còn tâm, tâm sở, sắc là hữu vi, xung quanh cái pháp nào khác là vô vi hết á, không có. Còn nếu mà có chắc là chờ kiếp sau Đức Phật khác dạy, chứ Đức Phật hiện tại thì không thấy rõ được như vậy. Không có nói, chỉ có nói thì bốn cái pháp mà có thực tinh pháp đàng hoàng đó. Còn chế định thì không có thực tinh pháp, bốn cái là tâm, tâm sở, sắc và Niết Bàn. Thì tâm, tâm sở với sắc là pháp hữu vi, còn Niết Bàn là pháp vô vi. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con thấy tu học Phật pháp đã tri ân ngài rồi. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, mời những câu chết chát. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ kính mời đạo tràng. Dạ, bạch ngài, ngài giải đáp chùm cho con là con cũng nghe pháp đó, thì con nghe thí dụ như một chúng sanh mà tục sanh ngạo quỷ đó bạch ngài. Dạ, sao con nghe không biết là do cái tai con nó không chính xác hay sao mà, nên con thắc mắc đó là ngạo quỷ mà cũng có tam nhân dị nhân. Dạ, con không có rõ cái chỗ này, ngài dễ dạy cho con à. Nam Mô Bích Tha. Dạ, con kính nhân bích đến ngài à. Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị,
Ngạ quỷ thì không có rồi, ngạ quỷ là nó thuộc loại chúng sanh nó bốn đường ác đạo, tức là người khổ, người khổ. Còn cái người mà cô Nhật Bình nghe đó, có thể cái đó là một loại giả soa. Giả soa tức là gọi chư thiên, mà chư thiên đọa xứ đó, chư thiên đọa xứ đó, phải không? Cái loại đó thì nó có thể nó có tạm nhân, như trong câu chuyện mà của hai cái cô mà vợ lớn với cô vợ bé đó, là cái nguyện qua nguyện lại giết rồi cuối cùng cái cô kia, cô một cô sanh làm người, còn cô sanh làm giả soa đó. Cái so đó cái vô cái rượt cái cụ kia ổng con chạy vô trước với Đức Phật đó. Đức Phật nói mấy câu pháp cái cô dạy so đó rất là quả đó. Thì cái loại đó có thể có tâm nhân được. Dạ so thường gọi là giác khá rồi. Ở đây ở Việt Nam thì chúng tôi không biết, chùa Việt Nam không biết nha, cái chùa Thái chùa nào cũng có hai cái một cái cô so với cái ảnh, cái ảnh giả so với một cô đứng trong chùa nhân răng để giữ chùa, mà kìm nhân răng để nhát ta luôn. Thế đó là gọi là đàn ông giả so, đàn ông thì gọi là giác khá, dạng giả so đàn bà là giác khi ni, đứng trước cái chùa đó là cái đó để có tạm nhân. Hoặc là nhân nhưng mà thuộc loại chư thiên cái cõi tứ đại thiên viên mà thấp nhất, chư thiên đỏ xứ nó vẫn có cái tạm nhân được. Chứ còn tu la với ngạ quỷ rồi súc sanh với chúng cõi địa ngục thì thường thường là người khổ, chứ không có làm gì mà có được nhị nhân để cho là có tạm nhân được. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài đã dạy đáp các câu thắc mắc của con. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Như Thật vừa vào đạo tràng. Dạ, Như Thật ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tại vì lâu rồi, mấy tuần trước á, Nhật Quỳnh. Dạ, Như Thật có nhờ Nhật Quỳnh giữ lại một câu hỏi đó, không biết Như Thật đã hỏi chưa. Dạ, bây giờ nếu mà Như Thật chưa hỏi thì Nhật Quỳnh có thể post ra để hỏi hay không? Dạ, vậy là tốt quá. Dạ, vậy là Nhật Quỳnh sẽ hết ra. Dạ, cho Nhật Quỳnh một chút xíu. Tại vì chữ của Như Thật hơi nhỏ nên Nhật Quỳnh xin phép để cho nó to và nó đậm màu lên để cho ngài nhìn thấy rõ ràng. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Thưa sư, qua sự chia sẻ của đạo huynh thì thói quen có thể thay đổi được không? Nếu được, thay đổi bằng cách nào? Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thói quen thay đổi được nếu mình tập cái niệm mình nó mạnh, tức là hành thực hành tứ niệm xứ đó, cho cái niệm mình nó có năng lực thì mình muốn dừng lúc nào mình dừng, thói quen nó không có cần control mình được nữa. Tại vì cái thói quen mình làm cho mình ấy là tại vì mình thiếu niệm. Vì nó nhớ hai cái quan trọng, thứ nhất là mình thiếu niệm thì nó là không có recall được những cái memory hay cái gì mình có thể thay đổi được hành động hiện tại. Đó là tức là mình thường thường mình chỉ dễ vui thôi, dễ vui là thiếu niệm. Cái thứ hai đó là phóng vật tức là thiếu định, tức là tâm sở uttacca đó. Thì khi nào mà cái gì nào mà hành tứ niệm xứ mình, cái niệm nó có năng lực thì cái định nó có năng lực theo, thì mình có thể mình làm cho cái thói quen nó thay đổi được thói quen, cũng như là mình làm cho cái tâm mình nó bớt phóng vật. Chân thường là tâm mình nó phóng vật dữ lắm. Thì vô ngồi đây chứ thường là nó đi du hành ba cõi sáu đường nhiều lắm. Chút nhớ Sài Gòn, chút nhớ Đài Loan, chút ra Hà Nội, đi dữ lắm, chứ không ở trong room này đâu. Nhưng mà nếu mình
hành cái niệm mà nó có năng lực rồi đó, thì cái phong vật nó cũng được bớt nhiều. Cái thói quen này, cái thói quen mình vô mình hay nghĩa là tay làm hàm nhai đó, miệng thì nói, tay thì khắc này khắc nọ này kia không xong, chụp này chụp nọ đó. Nhưng mà nếu mình có niệm, mình muốn làm cái chuyện đó thì cái niệm nó điều khiển những cái thói quen đó là nó bớt, thì nó điều khiển cái khác cái thằng ấy được. Thành ra khi nào mà mình có thói quen gì xấu mình nên tập niệm đi chữa, còn nếu mình có thói quen mà phải ngồi thiền đồ này kia không xong thì cũng không nên, nên giữ là tốt hơn. Ngồi thiền hay nghe pháp này kia không xong thì nên giữ, còn cái thói quen mà tào lao đó nên tập niệm để cho nó bớt. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Dạ, như thật có hiểu rõ được lời nói, lời giảng dạy của Ngài chưa? Dạ, có thêm thắc mắc gì không ạ? Dạ, con thấy rồi. Dạ, con thấy như thật đã xa thủ kính tri ân Ngài rồi. Dạ, cảm ơn như thật, câu hỏi của như thật chụp Quỳnh giữ mấy tuần qua rồi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Dạ. Dạ, Quỳnh kính mời quý vị. Quý vị có thể đưa những cái bàn tay và cũng có thể những cái câu chích chát Dạ, con chưa thấy câu hỏi và con xin hỏi tiếp. Dạ, bạch ngài, con nghe một cái bài pháp đó là nói cái câu như thế này nè bạch ngài, là Đức Phật dạy ngài Văn Thù Bồ Tát, dù ai có xấu ai có nói xấu ngài Đức Phật thế nào thì cũng bỏ qua. Dạ, cái câu hỏi của con là Văn Thù Bồ Tát mà bên Bắc truyền người ta gọi là Văn Thù Bồ Tát, trong kinh Bali là có cái tên này không bạch ngài? Dạ, mà tiếng Bali là vị nào? Dạ, nếu có thì ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Kính bạch chư tôn thì dạ, kính thưa chư quý vị, thường thường trong theo cái hệ Bali đó, cái tên mà thuộc về tên Tàu thì thường thường không có đâu quý vị, đừng có thưa ấy dân thù phổ hiền cái gì đó, tên Tàu là không có, tên Việt cũng không có. Nè, nói thế là phải nói tiếng Bali thì quay ra còn có thể trà được, có thể biết có hay không. Nè, chứ còn không có không có mấy cái vị đó. Cái vị đó có thể là có sống ở đời thời Đức Phật không thì chúng tôi không có biết, nhưng mà chắc chắn là trong cái hệ nguyên thủy thì không có tên những cái vị đó. Quý vị nên nhớ trong hệ nguyên thủy cái quan trọng của các vị Bồ Tát mà khi mà Đức Phật nói tới là cái vị đó đã được thọ ký, hoặc cái vị đó sẽ thành những cái vị nghĩa là đại tinh văn trở lên về sau ngài mới nói tới. Còn Bồ Tát là thiếu gì, bởi trong hệ thống thể Việt Nam Bồ Tát là chuyện bình thường. Mình nguyện trong mình là mình cố gắng mình tạo ba lần mực, một lần mực trong 10 cái, vậy là mình đã là Bồ Tát rồi, chứ đâu cần gì phải gặp Phật mới được để Phật chứng minh là mình mới là Bồ Tát đâu. Nhưng mà trừ phi là cái gì đó được thọ ký, chẳng hạn như cái vị tỳ khu mà nhận được cái bộ y của cái bà Khô Tâm Y Dân đó, thì ngài nói là cái gì đó là Đức Phật Di Lặc gì sao đó, thì cái gì đó chắc chắn là Bồ Tát thứ thiệt, mình biết tại được thọ ký. Còn ngoài cái việc là ngài trưởng lão Đề Bà Đắc Tạ, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đắc Tạ hay là Yuacha Sạch Tu đó, tức là Yuacha Thế đó, cũng là Bồ Tát, tại vì được Đức Phật thọ ký là về sau trở thành độc giác hết. Nên nhiều khi mình có cái thói quen mình thấy hai ông đó làm ác rồi này kia, rồi mà mình khinh thường cái đó là không có nên. Cái người khác thì mình chống đối những người đó thì nên, tại vì chắc chắn là cái thiện pháp họ tạo trong đời quá khứ giống như đời hiện tại họ nhiều hơn mình, tại vì họ biết được cái sự chấm dứt của đời sống của họ, còn mình thì chưa biết, mình là vô thủy vô chung,
Còn những cái gì đó là vô tỷ hữu chung, tức là phước báo họ lớn lắm chứ không ấy. Nói nhiều khi mình nói cha đề bà đặt đa rồi kia, đó là không có nên. Nhưng đối với những gì đó phải kêu trưởng lão đàng hoàng, bởi chắc chắn là họ đắc đạo quả trước mình là hơi chắc rồi. Mình không có bằng họ đâu. Đối với những cái gì nào mà trong kinh điển mà thấy được đề cập tới và có một số cái điều kiện mà phải biết chắc chắn là không còn xa đỏ thì cái điều đó những người đó đáng được kính trọng, chứ mình không nên dễ vui trong mấy cái vụ như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ, tại con nhiều khi nghe trong cái thí dụ như nghe trong kinh nói là ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Xá Lợi Phất, dạ, thì con nghĩ không biết như vậy là trong cái gì mà Văn Thù Bồ Tát này là có tên trong Bali là gì không? Dạ, ngài giải thích thì con đã hiểu rồi. Dạ, con kính nhân con kính tri ân ngài. Dạ, con xin quote cái câu của cô Tệ Duyên. Nhật Quỳnh đọc giùm cô được không cô? Dạ, Nhật Quỳnh đọc giùm cô được không? Dạ, rồi. Dạ, con xin được đọc cái câu hỏi của cô Tệ Duyên. Dạ. Bạch ngài, tu như ý túc, ít tha ba đá. Một, dục như ý túc, chan đít thi ba đá. Hai, cần như ý túc, quy đi diếp thi ba đá. Ba, tâm như ý túc, chít tích thi ba đá. Tham dục như ý túc, cái câu là quy san thích thi ba đá là như thế nào? Kính thỉnh ngài khai thị cho chúng con hiểu rõ. Nam mô Bích Thá. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thá giá kính bạch chế tôn hiền giả. Kính thưa chư quý vị, vị thế bà thá tức là tư thần túc, tứ chứ không phải tu, tư thần túc. Thứ nhất là dục như ý túc, thứ hai là cần như ý túc, thứ ba là tâm như ý túc, và thứ tư là thẩm như ý túc. Thì bốn cái pháp này đó là thứ nhất chánh tha, tức là tác ý mà muốn làm cái gì đó. Đó thì nó là căn bản cho cái sự thành tựu đạo quả về sau. Thì mấy cái tâm sở mà gọi là tâm sở chánh đá này đó, tâm thể dục này đó, nghĩa là nó có đủ được rèn luyện đủ năng lực, là nó là cái căn bản để có thể thành tựu cái sự chứng đắc đạo quả. Thì cái đó nó được gọi là ý như, dục như ý túc. Dục này là dục cái tâm sở chánh đá, chứ không phải dục phải là cà má tâm hạ. Cái thứ hai là cần như ý túc, quy đi dít đi bà đá, tức là cái sự tinh tấn đó, tứ chánh cần đó, nó là một trong tinh cần đó. Nó có đầy đủ năng lực để nó có thể nó làm cái nhân để cho sự thành tựu đạo quả. Còn nếu mà nó chưa có đủ cái năng lực vậy thì không thể gọi là cần nghĩ túc, mà nó chỉ là cái khác thôi. Tâm sở tư cần. Cái thứ ba là tâm như ý túc, tức là chỉ cho tâm. Tâm ở đây đó là chỉ cho 21 tâm thiện mà thôi, chứ cái tâm khác thì không có được liệt kê. Bởi vì cái loại này nó mới, khi mà nó có đầy đủ năng lực thì nó mới là căn bản để cho thành tựu cái đạo quả được. Thì 21 cái loại tâm đó, đó tức là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, vô sắc, và bốn tâm đạo đó, thì cái này mới được gọi là tâm như ý túc. Cái khác thì không thể gọi là tâm như ý túc được. Còn cái quý măng xịt thí ba đá, tức là thẩm như ý túc, chứ thẩm ở đây chỉ cho trí tuệ, tức là tâm sở tự quyền á. Ở đây cũng nhắc lại là quý vị học học trong trong Phật Pháp đó, mình đừng có nói tâm sở trí tuệ. Không có tâm sở nào là tâm sở trí tuệ đó, chỉ có tâm sở tự quyền thôi. Tại vì cái Bali của nó là banh duyên tri giá ha, chứ không có là bệnh gia, chứ là chỉ cả không có bệnh gì thì
cái tâm trở tề quyền này đó thì được hành hành cho nó đầy đủ, nghĩa nó có năng lực, nó dựa vào thành các pháp hành đó, nó là cái nó đủ năng lực, là cái nhân hay là cái bây giờ để thành tựu đạo quả, thì cái đó mới gọi là thẩm như ý túc. Thì cái tâm sở tùy quyền này nó chỉ nằm ở trong 17 cái tâm thiện mà thôi. Nhớ tâm sở trong 17 cái tâm thiện này có đầy đủ năng lực mới được gọi là thẩm như ý túc. Chứ còn cái tâm sở tùy quyền mà nó không có đầy đủ năng lực hay nó ở trong thiện quấy, ở trong 17 cái tâm gọi là 17 cái tâm thiện. 17 cái tâm thiện đó là 17 cái tâm thiện gì? Tức là năm tâm thiện sắc giới, rồi năm bốn tâm thiện siêu ấy là chín, bốn tâm thiện siêu thế là 13, mỗi bốn tâm thiện dục giới hợp trí là 17. Thì cái trí tuệ trong 17 cái tâm này đó có đầy đủ năng lực, nghĩa là có cái đủ khả năng để giúp cho các pháp khác thành tựu được, đã được đạo quả. Thì cái đó mới gọi là thẩm như ý túc, đó là thấy như ý túc là như vậy. Nó có cái giới hạn của những cái điều kiện của những cái tâm sở này. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ sa thú con thánh với cô Tị Duyên đã tri ân ngài rồi. Dạ con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Dạ do danh từ Phật học con không có biết nên con đọc con đã đọc sai và con xin sám hối với quý ngài và đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của tu học Phật pháp nhưng mà có câu hỏi của Như Thật trước. Dạ cho phép Nhật Quỳnh post cái câu hỏi của Như Thật đọc trước rồi Nhật Quỳnh sẽ đọc câu hỏi của tu học Phật pháp nha. Hoan hỷ dùm nhà. Nam mô Bích Hai giá. Dạ con xin đọc câu hỏi của Như Thật. Kính thưa sư, một người bị mất đồ đạc, nghi ngờ người này người nọ lấy, nhưng cuối cùng không phải vậy. Vậy người nghi ngờ mà không phải có tạo nghiệp bất thiện không? À, Nam mô Bích Hai giá, con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Hai giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì vẫn tạo nghiệp bất thiện như thường, tại vì cái sự nghi ngờ này đó nó không phải là cái tâm sở quý chi kịch trả, nó không phải tâm sở gì, bởi vì tâm sở quý chi kịch trả đó nó là sự nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ thuộc loại phiền não, nó là phiền não, tức là nó có tên trong 10 cái phiền não đó, thì cái đó mới thứ dữ. Còn cái thứ này đó là cái sự nghi ngờ đó nó đi theo một cái những cái tâm khác, những cái tâm khác, mà cái sự nghi ngờ này đó nó có tất cả mọi người ha, tùy theo nặng nhẹ. Cái nặng có thể nó không tạo nghiệp bất thiện, nhưng mà nặng thì nó tạo nghiệp bất thiện. Ví dụ nhẹ là không tạo nghiệp bất thiện nhưng mà nó bậc thánh, thí dụ bậc A La Hán, thấy một người đó rồi cái nhiều khi không nhớ là mình đã gặp hồi nào đó, nghi hay thấy kim chồm đó, cái đó thì trong Bali nó gọi là nó cũng gọi là nghi, nhưng mà nó không phải là phiền não, không? Nó cũng gọi là nghi nhưng nó có cái tên của nó, tự nhiên tôi quên, để khi nào tôi nhớ nhưng tôi không đã nói cho quý vị nghe, không? Còn cái phạm nhân đó mà nghi ngờ đó, nếu mà cái sự mà so đo đó nó nằm ở trong tâm bất thiện đó, thì cái đó nó mới tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu mà nó nằm ở trong thường mấy tâm thiện thì thường ít khi có nó, bởi vì là nó thuộc loại như là cái chuyện nó gọi là chịch tục ba đá, mà chúng tôi không biết tiếng Việt gì là gì, tức là nó đi chung với một số cái tâm tham hay là một số cái tâm si đó, si phóng vật, si gì gì đó, thành ra nó mới có những cái trường hợp như vậy. Thành ra khi mà có cái trường hợp như vậy đó, mình mới nó mới đưa tới cái nghiệp bất thiện.
chứ thường không, thường cái nghèo đó thường, nhưng mà theo một số cái vị mà họ họ thông hiểu về các đặc tính của những cái loại tâm sở mình thuộc vào phiền não đó, thì họ nói cái cách này đó, thường thường cách mà mình ngợi vậy đó, thường thường nó là vô hiệu nghiệp. Nhưng mà mình cũng nên gặp cái người mà mình nghi đó, mình lại giả giờ chứ còn một mình đợi mình nói thẳng như vậy nó thôi mình tự nhiên mình không làm mình nghi đó. Thường 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 đó mình đã nhớ là cái mình cái sám hối để làm gì, để cho mình đừng có trở lại cái vết nhơ cũ, chứ nó không có làm. Nếu mà cái điều mình làm nó đã dính vô cái chuyển nghiệp rồi đó, thì mình không có cách chi mà mình làm cho nó đó. Bởi vì thường chúng tôi nói với quý vị, trước khi nói, trước khi làm, trước khi suy nghĩ, phải suy nghĩ là vậy đó. Bởi vì khi mình mà làm sai rồi đó thì nên nhớ một cái chuyện đó là cái nghiệp nó không có lỗ tai để nó nghe mình xin lỗi hay sám hối, nên nhớ vậy đó. Thành ra mình tốt nhất là mình nên suy nghĩ để mình nói cái điều nào nó phù hợp với thiện pháp mà nó không có bị ác pháp vô. Trước khi mà cái ác pháp nó chưa vô rồi ha, mình có sám hối cũng không có lợi ích gì nhiều, tại vì lý do là cái anh tu niệm nghiệp này anh không có lỗ tai để nghe cái lời sám hối của mình đâu. Vì là nhớ cái chuyện đó. Nhưng mà không có gì nặng nề lắm. Thường thường là nếu mà không có đưa tới những cái hành động khác thì đa số là theo một số nhà cái này không phải chú giải, một số nhà kêu bằng là thông hiểu về một số cái chuyện về nghiệp báo đó, thì họ nói là thường là nó vô hiệu nghiệp bởi vì nó không có đầy đủ năng lực để nó cho cái quả. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con thấy như thật đã sa thú kính tri ân ngài rồi. Dạ con cũng thành kính tri ân ngài và cũng cảm ơn. Câu hỏi của Như Thật. Dạ con xin được phớt cái câu của tu học Phật pháp ạ. Dạ còn một cái đích nữa, Nhật Quỳnh không biết đọc làm sao. Có câu hỏi là đây một chút xíu, Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi của Phật pháp xong Nhật Quỳnh sẽ post ra. Dạ Nhật Quỳnh không biết đọc làm sao cái đích này ạ. Dạ kính mong không biết Nhật Quỳnh sẽ đọc cái câu hỏi thôi nha. Dạ dạ tu học Phật pháp, thưa sư, khổ đế là năm thủ uẩn, vậy uẩn và thủ uẩn có khác nhau không thưa sư? Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, khác nhau chứ. Bởi vì khổ cái uẩn là nó cũng là khổ, nhưng mà cái khổ của cái uẩn là nó gọi là xà pha quá đúc hạ, gọi xà pha quá đúc hạ. Còn cái mà ụ ba tha đúc hạ, tức là cái năm cái quẩn này đó, nó dựa vào cái chơi chấp thủ của cái tứ thủ đó thì mới thành thủ quẩn, tức là nó mới khổ hơn, tại vì nó vô nhiều chuyện xà pha quá kia. Ví dụ như là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó sanh diệt thì cái đó gọi là xà pha quá đúc hạ. Còn khi mà mình chấp rồi ra cái này là tôi, cái này là anh, cái kia đấy là, thì nó xảy ra nhiều chuyện hơn, chứ làm sao nó đi giống nhau được, khác nhau được. Thành ra nó một cái chỉ đơn thuần là quẩn thôi. Còn cái kia là do chấp vô cái quẩn đó, thành ra nó mang tới hai cái loại khổ. Một cái là xà pha quá đúc hạ, tức là khổ vì cái bản chất của nó. Cái thứ hai là khổ vì cái sự chấp thủ. Hai cái khác nhau. Nó có những cái mình đọc trong, nếu coi trong sạc chạy cho má cả đó, có nhiều câu hỏi mình không học thì mình thấy nó lạ lạ, cho mình học rồi mình thấy nó rất là ngạc nhiên. Ví dụ nó gọi là đúc hẳn, đúc khá chặt chăng. Thì
hai cái đó đó mình mới nghe mình tưởng nó đi ấy chứ nó không phải. Tại sao? Bởi đúc khẳng tức là cái sự hiểu biết về khổ của phạm nhân. Nhưng mà đúc khá sạch chân mình gọi khổ đế đây nè, là sự hiểu biết về khổ của bậc thánh. Chứ không phải đấy, không phải. Bởi tứ thánh đế là phải thấy rồi mới hiểu. Hai cái khác nhau. Thật quẩn là sao pha quá đúc hạ thôi. Nghĩa là sanh ra có nó là phải cái. Nhưng mà khi mà mình thủ quẩn đó, tức là phàm nhân chấp vô cái đó nó vẫn khổ nhiều hơn là cái bậc thánh, chứ bậc thánh vẫn còn danh sắc. Nhưng mà có lẽ là không có khổ, ngay cái bậc láng vẫn còn danh sắc, cái sẽ không còn, vẫn còn mua cái ngũ quẩn này nè. Mà ba cái nhắc nhau một cái, còn một cái kia là vừa sợ ba quá vừa chấp thủ trong đó. Nam mô Bồ Tát giá. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con thấy pháp đã tri ân ngài rồi. Dạ như thật cho Nhật Quỳnh một chút nha. Dạ Nhật Quỳnh hỏi cái câu này của một vị đạo hữu đã post lên rồi, bây giờ Nhật Quỳnh xin post lên đọc cho ngài giải thích xong rồi Nhật Quỳnh sẽ hỏi câu hỏi của Như Thật. Dạ cảm ơn tu học Phật pháp đã cho câu hỏi và cảm ơn Như Thật. Dạ thưa sư, xin cho ví dụ về thẩm như ý túc trong bốn tâm niệm, trong bốn tâm thiện hợp trí dục giới ạ. Nam mô Bích Thai Giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị nào hành cái pháp niệm xứ đó thì cái tâm sở trí tệ ở đó, nếu mà nó tới cái độ gọi là tệ lực, tệ quyền hoặc là tệ giác chi, thẩm giác chi thì nó đó là thẩm như ý túc. Nghĩa là chính xác nhất là thẩm như ý túc, tức là tạm thở tệ quyền nó nằm trong một trong bảy chi của thất giác chi đó. Nó tới đó là nó đủ năng lực để nó giúp cho những cái pháp đồng sanh với nó có thể đắc đạo quả như thường. Nam mô Bồ Tát Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con thấy vị đạo hữu này đã tri ân ngài rồi. Dạ con xin quốc cái câu hỏi như thật ra, và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn câu hỏi của đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin hỏi câu hỏi của Như Thật. Bạch sư, hiện tượng mở luân xa có liên quan gì đến thiền định trong Phật giáo không ạ? Nam mô Bụt Thầy giá, và con kính dân bích đến. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nó không có liên quan gì cả. Thiền định trong Phật giáo nó rất là vi tế và nó cao siêu, chứ nó không phải giống như ở ngoài cái lợi dụng nhìn từ thiền chữa bệnh, thiền hay thiền nọ đó, không phải. Hai cái nó khác nhau. Cái mở lưng xa đó là do một số cái vị mà họ luyện khí công đó, họ có thể họ làm một số cái điều kiện gì rồi họ đặt cái tên như vậy thôi. Chứ thật sự ra đó, nếu mà nói cho đúng mức sự thật đó, thì trong thân thể này không có cái gì gọi là luân xa đó. Cái người ta khi mà người ta tìm ra cái gì trong cơ thể là người ta định đã nói là quyệt, là này, là nọ, là kim sùm, đó là những cái chế định bên ngoài cơ thể này. Nó có chỉ hai chuyện thôi, nếu nói vắn tắt nhất là danh sắc thôi, chứ không có cái gì khác cả. Nó không có cái gì để trở thành, không có cái gì để mình có thể mình coi nó là một cái vật mà có giá trị cả. Mình ngồi đây đó thì mình học ra đời nhiều cái bằng cấp mình làm cho mình có giá trị, nhưng mà khi mình tắt thở rồi đó thì bảo đảm còn tệ hơn gốc cây, khúc cây nữa. Khúc cây còn đem vô chùm lửa là còn làm lợi ích lợi, chứ không mình nằm ngoài đó mà hết thở chừng vài bữa là thôi, chứ ai thấy cũng bỏ chạy. Mình không có liên quan gì nhau hết á. Không có liên quan gì nhau, đừng có để thế nào. Nam mô Bích Thầy ạ.
sa thú con thành kính tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của Như Thật. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Như Thật đã cho câu hỏi. Và cái câu hỏi này Nhật Quỳnh cũng thắc mắc trong đầu, mà hôm nay Như Thật đã hỏi rồi. Và con thấy cứ mở luân xa. Và con thấy có người bạn tu cũng ngồi thiền rồi cũng mở luân xa để chữa bệnh. Và con cũng hơi thắc mắc, thằng con cũng hôm nay được Ngài giải thích. Và Như Thật hỏi con tri ân Ngài. Và cảm ơn cô Tị Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin đọc câu hỏi của cô Tị Duyên ạ. Bạch Ngài, tứ chánh cần sammat bathana, một thận cần samvara bathana, hai trừ cần bahanabathana, ba tu cần hóa quá bathana, bốn bảo cần anurakha bathana là thế nào? Kính thỉnh Ngài khai thị cho chúng con hiểu rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Và con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, chuyện này liên quan tới đời sống hàng ngày của mình đó. Có bốn chuyện, tức là để ý để ngăn ngừa thiện pháp chưa sanh, đừng để nó phát sanh. Ác pháp chưa sanh, đừng để nó phát sanh. Mà khi ác pháp phát sanh là làm thế nào cho nó diệt, tức là trừ cần bả nó đó. Còn thiện pháp đó chưa phát sanh, làm cho nó phát sanh là tu. Mà khi nó phát sanh rồi phải giữ cho nó đừng có suy hoại, hoặc làm cho nó tiến bộ, gọi là bảo trì là bảo cần. Thì nó có bốn cái thiên nhân và sống hàng ngày mình đối với ác pháp thiện pháp thôi. Ác pháp chưa phát sanh thì làm cho thế nào để nó đừng phát sanh, mà nó phát sanh rồi làm thế nó diệt. Còn thiện pháp á, là không có thì làm sao cho nó có, mà nó có rồi thì ráng cố gắng để giữ để cho nó đừng có hoại thì thôi. Nó mô Bích Thầy á. Dạ sa thú. Dạ con kính tri ân Ngài đã trả lời cô Tự Duyên, và cô tu nữ Tự Duyên cũng tri ân Ngài. Dạ con xin được đọc câu hỏi của Như Thật. Bạch sư, khi bố thí trì giới tu thiền, các tâm này có nằm trong tâm sở trí tuệ? Dạ Nam Mô Bích Thầy. Chứ trí tuệ không phải dễ phát sanh. Ví dụ như mình tu thiền cũng vậy. Thường thường là nó chỉ có niệm với định nhiều hơn, mình tập tu niệm tu định nhiều hơn. Khi nào nó có đầy đủ nhân duyên thiền, nó cái trí tuệ nữa, cái trí tuệ hay cái tệ quyền nó mới phát sanh. Bởi vì cái tâm sở mà tệ quyền nó phát sanh, nó là mình làm cho nó phát sanh rồi mà nó có năng lực phước báo vô lượng, chứ không phải là chuyện dễ đâu quý vị. Bởi vì ba cái pháp chánh để mình tu thiền tứ niệm xứ là Atabi Sambacchano Satima đó. Atabi tức là sự tinh tấn, Sambacchano tức là trí tuệ, và Satima tức là tệ tâm sở tệ quyền đó. Thì khi thường thường vô đầu đó, mình các tâm mình nó chỉ có chế định làm đối tượng thôi, thì làm sao mà trí tuệ phát sanh được. Cho tới khi nào mình thấy nhá cái thực tính pháp, là cái sợ pha quá cái thực tính của nó đó, thì trí tuệ nó phát sanh. Thì thường thường đa số đó mình mới vô rồi mình nói mình đi biết đi thở đỡ dạo, là cái tâm mình nó chỉ có ấy đó. Thường niệm với định nhiều hơn là mình có trí tuệ, chưa có đâu. Có thể là phải thấy những cái đó sâu sắc là hơn nhiều, chứ đâu phải dễ. Đa số mình tu niệm không, mình tập niệm. Nhưng mà bây giờ mà cái trường thiền mở ra, nó vô đây để tập niệm là không ai thèm tới đó. Bởi vì đa số con người mình dân gốc cắt lái nhiều lắm, thích cái chuyện thích nổ, nói lớn cho quay này kia xong, thành ra phải đi tu thiền minh sát thiền tứ niệm xứ rồi này kia xong mới quay. Chứ thật sự ra đó,
Nghĩa là mình làm bất cứ cái thiện pháp gì nó cũng vậy. Như quý vị đã nhớ là bố thí mà mình bố thí mà để thành tựu có năng lực gọi là bố thí ba la mật đó, nó làm là sư quý vị biết đâu phải dễ, phải không? Đó. Nhưng mà trong phương pháp, trong cái 10 phương pháp mà tạo thiện pháp đó, trong 10 pháp tạo pháp đó, bố thí thì giới dài dài tới cái cuối cùng là cái gì? Tức là cải chánh tri kiến, nó làm thế nào cho cái tâm mình được nó thấy đúng, thấy thật sự như thế đó. Cái đó là một cái cách để làm cho trí tuệ phát sanh. Đáng lẽ cái đó là phải làm đầu tiên. Nhưng mà đa số mình thấy nó ở cuối cùng chắc tưởng nó quan trọng, không phải. Bởi vì con người mình mà không có trí tuệ rồi đó, nghe thường thường làm trật nhiều không đúng. Có trí tuệ làm mới trúng nhiều hơn trật được, chứ đại dấu làm trật nhiều hơn trúng, mà tại mình ngài không có biết ha? Ngài không biết ha? Thường thường đó, ví dụ như bây giờ đó, mình tại vì cái trí tuệ anh là ngay cái đi tu thiền vẫn dính mắt như thường, chứ không phải là bây giờ dính mắt rồi. Quý vị, hồi xưa chúng tôi đó, họ mới vô trong rừng ở đó, gọi là trong bệnh về thì đi vô rừng ở đâu cũng mang theo đũa chén gì đâu quý vị, ăn trong bát bốc không à, ăn trong bát mà bốc nữa chứ không có ấy. Mấy ngày đầu ăn bốc là nghe là bá thở chứ không có chơi đâu, ăn không nổi. Mà hãy đi kinh hành thì dài, đi vài bước thì đưa cái tay lên hửi thầy, nó hôi, nó dính trong con tay, nó hôi dữ lắm chứ, đồ ăn nó hôi lắm nhưng ấy đâu. Nhưng thời gian sao quen quen cái bắt đầu tự hào rồi, mình cũng biết ăn rồi kia trong bát đây đi gì, thấy không? Cái đó là gì? Đó là phải trí tuệ, cái đó là tham nó nổi lên rồi. Mình tự hào cái đại chuyện không có đáng. Cái chuyện đó chuyện dỗm nhất mà cũng bày đặt tự hào. Rồi sau này rồi suy đi suy nghĩ lại trình pháp bị mấy ông thầy sư rầy mới biết mắc cỡ gì người ta hả? Đó, thành ra trí tuệ nó phát sinh là ghê gớm lắm, chứ không có giống như mình nghĩ đâu. Thì tất cả cái việc khác vậy, trì giới vậy, quý vị mà trì giới em để biết rằng mình đang thọ cái điều mà không nên làm cái đó đó, người phước báo cũng vô lượng này chứ không phải chuyện nhỏ đâu quý vị. Rồi trì thời gian sau rồi mình mới biết chi pháp, mới thấy rõ ràng tại sao vậy vậy, thì cái trí tuệ nó mới phát sinh, chứ không phải vô là có trí tuệ liền đâu. Trời ơi, trí tuệ nó quý lắm. Thành ra quý vị nên nhớ những cái mà cái gì nói vậy đó, thường thường là làm trí tuệ chưa phát sanh đâu. Với trí tuệ phát sanh là thấy khỏe ghê lắm, là thấy đã đời sự do có chứ không phải dễ. Mình thuộc loại chắc thấp lắm, là rất là khó bị chứ không phải dễ đâu. Nên tập thường thường, tập cái gì cũng nên tập cho nó quen, nó quen rồi khi những cái pháp mà nó có năng lực rồi, nó mới đẩy cái pháp khác có năng lực theo. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của cô Tu, của Như Thật, và con cũng, Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Như Thật đã đưa câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh rất là tri ân quý vị trong đạo tràng đã đưa những câu hỏi về Phật Pháp để Ngài giảng giải cho Nhật Quỳnh được học. Cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, tôi học Phật Pháp chào một chút xíu ha. Nhật Quỳnh hỏi cái đích này đã đưa lên trước, thiệt tình mà nói là Nhật Quỳnh không có biết đọc như thế nào cái đích này, nên hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ thưa sư, xin giúp con thoát khỏi phiền não khi làm chủ lễ dân y bị người khác dành với số tiền gấp đôi số tiền của con, mặc dù người đó đến sau. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình suy nghĩ tới trên, nên quay cái tâm mình về cái suy nghĩ những chư tăng đang nhận và đang hành cái lễ dân y, chứ đừng có ngó người xung quanh nha. Bởi vì khi mình được làm lễ dân y vậy đó, trước khi làm cái ta cá tí mình là thiện pháp, trong khi làm tác ý mình là thiện pháp, và sau khi làm tác ý vật cũng là thiện pháp, thì cái phước báo vô lượng, dầu rằng mình không phải chủ lễ cũng là vô lượng, chứ không phải là lúc nào. Còn cái người kia, cái người mà làm chủ lễ đó,
dầu rằng họ giàu, họ có gì nữa, nhưng mà nếu cái tâm họ không trong sạch thì cái phước cũng so sánh với người tâm trong sạch thì cũng không có bằng. Nói quý vị đừng bao giờ ấy đó. Mình cứ bây giờ đó, từ đây sao mỗi lần nghĩ tới cái người đó thì không nên nghĩ, mà nên nghĩ tới cái lễ dân y mình đã được tham dự. Nhớ như là như vậy thôi. Rồi nếu mà cái tâm mình nó chạy về cái chùa đó thì người ta nghĩ tới chư tăng đang hành những cái lễ đó như thế nào thế nào nào, chứ không nên nhìn cái người xung quanh. Mình thường mình đi tới chùa thường mình khổ là tại vì mình không có thu thúc con mắt, mắt cái nhìn người xung quanh, thấy người ta làm phước hơn mình đó, mình thấy mắc cỡ cũng làm phước xong về nhà tiết tiền thì cũng như không đi chưa. Bây giờ cứ nghĩ tới cái lễ dân y đó thôi, những cái gì xảy ra trong lễ dân y thôi, đừng nghĩ tới người xung quanh. Dầu rằng người đó là ai đi cũng vậy, thì cái đó là cái tâm mình nó trong sạch như vậy thì cái phước nó nhiều. Chứ còn bây giờ mình có là chủ lễ, người ta có cho mình đổi, nhưng mà có tiền nhiều cách mấy mà mình cứ ngó xung quanh theo, tôi mới có phước, tôi có tiền làm lễ dân y lớn vậy thì cũng như không, không có phước gì đâu. Thôi nên quay đầu lại nghĩ là tới lễ dân y không mà thôi. Nằm ổ cái thai giá. Dạ năm mơ Bụt Thầy ạ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Dạ năm mơ Bụt Thầy ạ. Dạ con xin dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp ạ. Kính thưa sư, theo khoa học ngày nay dưới ý thức. Dạ con không biết đọc tiếng Anh, ngài đọc dùm con. Là tiềm thức. Vậy tiềm thức tương ưng với tâm nào trong giáo lý đạo Phật? Năm mơ Bụt Thầy ạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra khoa học nó không có vị thế bằng về phương diện danh pháp, bằng lời dạy Đức Phật. Thành ra mình muốn tìm cái chữ mà để cho nó tương đương thì không thể nào tìm được. Bởi vì trong nếu mình học theo Phật pháp, mình thấy rõ ràng cái tâm mà xuất hiện trong cái thời mà bình nhật và tâm xuất hiện trong thời thái tục, nhưng tương đó xuất hiện trong thời ngủ và thời thức á. Nó có tên của nó hết á, mà những cái tên đó thì không có cái nào mà gọi là tiềm thức cả. Nếu mà nó không biết thì cái tâm đó gọi là hữu phần, tức là nó cũng có đối tượng riêng của nó, chứ không phải không đối tượng là những cái nghiệp cảnh mà xuất hiện trước khi cái lộ tử cuối cùng của cái trước phát sanh á. Thì sau này khi mình ngủ thì cái tâm mình nó lấy cái đó làm đối tượng thì mới gọi là hữu phần hay phá quan khác. Còn khi mà mình đưa ngủ có cái gì nó động vô cái lộ trên tâm mình là cái đó gọi là thi tà phá quan khá, tức là nó bị nhúc nhích rồi phá gân phá quan khá cho nó rung động rồi ấy, rồi mới tới khai ý tâm, khai ngũ môn, khai ý môn. Thì lúc đó cái tâm đó là nó biết, bắt đầu từ khai ý môn, khai ngũ môn là những cái tâm đi theo nó đều biết hết á, biết cho tới khi nào mà mình ngủ trở lại thì đó là cái tâm đó là gọi là hữu phần. Thành ra không có cái chữ nào tương đương với cái dưới ý thức hay tiềm thức cả. Thành ra chúng tôi cũng không có thấy mấy, ngay cả những cái vị mà dịch đó, thì họ cũng không có, cũng hơi lòng cộng trong cái việc dịch để tìm cái chữ tương đương với cái ở ngoài. Nhưng mà chúng tôi thì không có để ý nhiều mấy cái đó, bởi vì mình học được cái nào mà mình biết cái đó được rồi, chứ còn đi so sánh cao biết mà tốn đồng mô bích thầy vậy. Dạ sa thủ con thấy tu học Phật pháp, con kính cảm ơn sư rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 10 phút à quý vị. Dạ quý vị hôm nay định tệ song tu vào Nhật Quỳnh chưa thấy đặt câu hỏi, dạ kính mời định tệ song tu, dạ mời đạo tràng đặt câu hỏi ạ. Nhà Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, kính cảm ơn tu học Phật pháp và một chị đạo hữu Nhật Quỳnh không có đọc được. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ kính mời đạo tràng ạ.
Dạ, hôm nay âm thanh của Trần Đạo muốn làm thị giả cho ngài mà lại ngài không nghe được, nên con xin phép để làm thị giả cho ngài. Dạ, rất là tri ơn Sích Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh những câu hỏi hoặc những bàn tay đi. Dạ, con thấy chưa có câu hỏi. Dạ, con xin được hỏi. Bạch ngài, có một vị đạo hữu nói với con thế này nè. Tại vì người ta nhìn trong đạo tràng đó, thấy có vị chào một cô đó. Con thì con chào là tu nữ, nhưng mà có vị thì chào là sa di ni, sa di à sa di gì thì đúng rồi, sa di ni. Dạ thì ồ vậy hả. Dạ cảm ơn Như Thật rất là nhiều. Dạ bây giờ Như Thật có câu hỏi không? Dạ nếu có câu hỏi thì Như Thật cứ đánh lên đi, Nhật Quỳnh gác câu hỏi của Nhật Quỳnh lại. Dạ cảm ơn Định Tệ Song Tu. Dạ con xin gác câu hỏi con lại để con đọc câu hỏi của Định Tệ Song Tu. Do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Xin sư giải nghĩa vô thường tưởng trong câu này là quán theo chế định hay thực tánh chân đế. Nam mô Bích Thai Giác. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thai Giác. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, vô thường tưởng hay là cái gì tưởng thì cũng phải quán theo chân đế, chứ không thể quán theo chế định được. Bởi vì thường người thấy vô thường tức là phải thấy sinh diệt, và sự sinh diệt chỉ có danh sắc mới có sự sinh diệt mà thôi. Thành ra cái gì đó thấy cái sự sinh diệt của danh sắc đó do cái ba mật trong tiền kiếp đó, thành ra mới về thấy cái sự cái sắc mà nó không ở đi yên, hoặc là nó sanh nó phải diệt, nó phải dài phải nọ đó. Thành nó theo cái điều kiện của nó là tại vì mới thấy cái là anicca lakkhana, tức là vô thường đó. Rồi cái từ đó vì sao gì đó cứ dùng cái nimit mà mình thấy được đó, thường gọi là trai lắc đó, để quán. Nhưng mà muốn thấy cái đó trong cái lúc mà đang hành đó thì phải thấy danh sắc, nghĩa là thấy danh sắc qua cái vô thường, thấy danh sắc qua cái sự khổ, và thấy danh sắc qua cái sự vô ngã, thì tức là phải có thực tánh pháp, chứ không thể nào mà chế định được. Tất cả các pháp quán, pháp quán từ, nghĩa là mình tới, nghĩa là thường thường mà theo chú giải thì 16 tệ, nhưng mà theo trong thanh tịnh đạo chỉ có 10 đây 10 thôi. Thành ra bắt đầu từ cái tệ thứ ba rồi, tức là sammasana đó, tệ thường thường mình gọi là tệ quán chiếu, nhưng mà vô đó thường người ta rất đài, người ta gọi là tệ cuốn chiếu đó. Thì từ cái tệ đó trở lên là phải thấy thực tánh pháp, chứ không thể nào thấy là chế định pháp được. Dù rằng nói là thấy trai lắc đồ này kia, nhưng mà trai lắc đó nó nằm ngay trong thực tánh pháp, thấy thực tánh pháp cũng giống như thấy cái đó, thành ra là phải thấy được thực tánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thủ lành thai. Dạ con thấy Định Tệ Song Tu đã tri ân ngày rồi. Chú Khá cũng, cô Tiểu Duyên cũng hoan hỷ với câu trả lời của ngài với Định Tệ Song Tu. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cho một hoặc hai câu hỏi là xong rồi. Dạ là xong rồi, hết giờ rồi quý vị ơi, có muốn hỏi nữa cũng đành gác lại thôi. À cảm ơn Hoàng Phương hả. Dạ kính bạch ngài, thế nào là ly dục? Và để Nhật Quỳnh hỏi câu của Hoàng Phương trước nha. Dạ Như Thật cho chút gì là xa thú quý vị quá. Kính mạch ngài, thế nào là ly dục? Có phải khi có ly dục mới chứng được thiền? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài ạ.
Nam mô Bích Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghe là phải ly dục trước rồi mới hành thiền được, chứ không ly dục sẽ hành thiền. Dục ở đây chỉ là ngũ dục với sắc tinh hương vị xúc. Mình ra mình đóng 5 cái cửa lại, mình dùng ý mình để qua để nhìn cái đối tượng. Đối tượng mới đầu dùng mắt thiệt, nhưng mà đối tượng nó lên cái niêm mít thì phải dùng qua ý hết á. Nhắm mắt cũng thấy nó thì quán cái đó. Thì cái đó nó có năng lực, nó mới đắc thiền được chứ. Còn nếu mà không có ly dục được thì làm sao đắc được. Nha. Phải ly dục từ đầu kìa. Khi mà khu rừng quang ngôi nhà trống mình vô đó là mình đóng cái mắt tai mười lưỡi thân rồi lại để chừa cái lỗ ý không mà thôi, mới quan sát được đối tượng mới có khả năng đắc thiền được. Còn cái thứ hai nữa là của cô, không biết cái cô hay cái cô chị hai bà này không biết, cô anh đích như thật là niêm mít và lắc hình ạ khác nhau, hai cái khác nhau. Niêm mít là cái nó dựa vào cái đối tượng của thiền đó. Thí dụ như thiền mình mới nhìn đó, rồi mình nhắm mắt thì cái hình đó nó vẫn còn. Ví dụ như cái xí ná đi, thì cái đó gọi là Parikamma Nimitta. Rồi sau này đó, bất cứ mình không cần nhìn cái đối tượng bằng mắt nữa, mà hãy mình muốn hành thiền mình đi kho cái mình thấy đó, cái Nimitta đó, thì lúc đó gọi là Ukkha Nimitta. Thì khi nào nó dính chắc vào cái tâm mình đó, là mình muốn cho nó lớn nhỏ gì cũng được, nó trong hay nó đục gì đó, là tùy theo cái địa điểm ấy, thì cái đó gọi là Patipaka Nimitta. Thì cái đó là Nimitta. Còn Lakkhana đó tức là trạng thái của danh sắc. Chỉ có danh sắc mới có Lakkhana thôi, có trạng thái của danh sắc. Còn nhiều khi có họ cũng dùng cho Lakkhana này chỉ một số điều kiện khác, nhưng mà thường thường nói trong thiền thì Lakkhana tức là trạng thái của danh sắc. Thì trạng thái danh sắc nó có sanh theo điều kiện, tức là cái thiền khiên, cái nghiệp thiền khiên của cái vị đó. Theo chú giải thì ví dụ cái vị đó mà có cái cá tánh như thế nào hay cái gì đó, thì khi mà thấy cái niêm mít của cái sự sanh diệt đó là vô thường, hoặc là thấy sự diệt là khổ ngã, là tùy theo cái tiền kinh nghiệp gì đó, chứ không phải là mình muốn thấy cái gì thấy, không phải là mình quan sát danh sắc để mình thấy khổ hay thấy vô thường. Cái đó là nó dựa vào một cái tiền nghiệp của cái vị đó nữa, chứ không phải là do mình muốn gì được nấy, là không có. Khi vô thiền thì không có mình, không có ta, không có anh em gì đó, chỉ có tâm với tâm sở nó làm việc với nhau. Nó có số cái pháp chính có năng lực để được dính mắt vào đó. Ví dụ như thiền thì quý tất cả quý cha đã bi tị su khạch các tay cậy tăng đó. Còn nếu mà hành thiền minh giác a ta bi sẩm ba cha nô sa ti ma, tức là thực tính pháp hết, chứ không có liên quan gì tới ta mi ảnh gì hết. Thành ra quý vị nên để cái đó. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Tất cả phước báo phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các sư nam các sư nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngôn ngầm nội tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca Giá, Nam mô La Thanh La Thầy Giá Sa. Dạ sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi của chúng con, để chúng con được tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm. Mong rằng Thầy trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Tri Đức trở lại đạo tràng để con sám hối, và sau đó thì con cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh để sám hối sau khi thính pháp. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Uột tà măng ghê nà văn đê hăng ba đập hẳng sung và ruột tà măng buộc thể dơ cá lỗ đô sơ buộc thâu. Cà mà trụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh, ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà văn đê hăng thầm anh cho được vị thắng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sô thầm mô thầm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uột tà măng ghê nà văn đê hăng sẵn khanh chà đu vi thô tà măng sẵn đề dô khá li tô đổ sô sẵn khô cà mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ. Hai bậc tăng bảo là phạm tăng tăng và tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đạo tràng chúng con tròn đủ phước báo. Nam mô Bụt Tha Dạ Dạ Sa Thú Lành Thai, con kính nhân bích đến ngài. Sakato Buddha Ratanang O Satang O Tamang Warang Hitang Dewa Mendo Sanang Buddha Teje Nasotina Nasantu Bardawam Sambe Dukha Vupasamain Tute Sakato Thamma Ratanang O Satang O Tamang Wararila Vupasamanang Thamma Teje Nasotina Nasantu Bardawam Sambe Phaya Vupasamain Tute Sakatwa Sankaratanang O Sakang O Tamang Warang Ahunayang Bahunayang Sankate Jena Sothinana Sandubadawa Sabbe Roga Vubasamen Tục tê nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sập bệ Buddha ba la ba ta ba che ca nan cha yang ba lang arahan ta nan ta te che na ra khang phan tha mi sam ba so bệ tham ma ba lam ba ta ba che ca nan cha yang ba lang arahan ta nan ta te che na ra khang phan tha mi sam ba so sập bệ sang kham Balam banta banche kanan chayang balang arahanta nan tate che narakhang pantha Nisamba so xin chi thiên quan hệ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chung hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ về kha rê vô ta rê ta hình ta thâm mà đà nê na pha quan thư bộ chi ta so thình kha rơn tê tha vi ha ra mạnh đà lễ thê ra cha mát cha na quá ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ích sa ra sa ba na phu ta su khi ta pa quan tu tệ cha la bu cha dê bi cha an đà sam pa qua san sa đà cha ta a tha vô các ba tí ca niu ya ni căn tham ma qua răng ba tê cha tê sa bê bi đu kha sa kha rơn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma ta ra cha phu ca la sang go ho tu sa ma go wa a tha ya cha hê ta ya cha am
ra cà tu sát tham mơ sát bê bị tham mà chả đi đâu vua thình sam ba vua này gia mà tham ba đi chấp bà quê đi tên ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân đều cư châu quận được phần an khương chúng sanh vốn loại không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành dạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau đại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền Nam Mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra trong buổi học ngày hôm nay đến với chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm chúng con cũng kính dân bước này để tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền nhất là chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các hài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con pháp sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni pa na sa pát cha yo ho tu y đăng huynh nhân ni pa na sa pát cha yo ho tu y đăng huynh nhân ni pa na sa pát cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước đã tạo được đến giới quý ngài, cầu mong phước này lợi duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tôn quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, đặt những câu hỏi và hỗ trợ đạo tràng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rôm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rôm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Con kính chúc quý ngài, nhật quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng. Con xin phép được xuống mít để ban điều hành, trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Nam mô Bụt Tha giá, dạ kính chào tạm biệt.